bốn điều diệu kỳ ngâm chân bằng lá ngải cứu khô trước khi đi ngủ. Một là giảm mệt mỏi và cải thiện giấc ngủ. Ngâm chân bằng lá ngải cứu khô là một phương pháp điều trị bệnh thông dụng, giúp giảm stress, chữa chóng mặt, giảm mệt mỏi, chữa tổn thương khớp và ngăn ngừa bệnh tim. Từ đó các huyệt dưới chân sẽ được tác động và làm cho cơ thể cũng như là bộ não được thư giãn, lặp đi lặp lại hàng ngày và chứng mất ngủ cũng từ đó mà biến mất. 2. Hỗ trợ lưu thông máu và giảm đau nhức cơ thể. Chỉ cần nấu nước lá ngải cứu đem ngâm chân hoặc là ngâm mình. Đều đặn làm như vậy có tác dụng là tẩy tế bào chết, làm mềm da và các vết chai, giúp máu lưu thông mạnh mẽ hơn, làm dịu các cơ đang bị đau và các chỗ đang bị sưng hay viêm. 3. Điều hòa kinh nguyệt. Lá ngải cứu có công dụng, có chức năng rất là tốt là thúc đẩy tuần hoàn máu và làm ấm cơ thể, làm ấm tử cung, từ đó mà tử cung được nuôi dưỡng tốt và điều hòa kinh nguyệt. Ngoài ngâm chân, chị em cũng có thể là ăn canh ngải cứu, nấu thịt nạc để điều trị chứng kinh nguyệt không đều. 4. Khử mùi hôi chân. Ngoài đem lại cảm giác như là thư giãn, thoải mái thì ngâm chân bằng lá ngải cứu cũng có thể là giúp bạn giải quyết mùi hôi chân. Thậm chí các bệnh thường xuất hiện vào mùa đông như là mồ hôi chân nhiều, tê chân cũng được giải quyết triệt để.